Hôm nay trời mưa nổi hứng lên đi ăn bánh mứng chén nướng. Ở quán đối diện địa chỉ 125/25 Nghĩa Hưng. Do là trời mưa mình không có bước ra ngoài mình quay trong đối diện nhà này. Đây là bên này bánh chén nướng. Mình ăn cũng lâu rồi. Hôm nay trời mưa nổi hứng nên có thịt nướng ở ngoài. Đây là cái bánh tráng mới ra lò đấy bạn. Ở đây đặc biệt là ăn cho cái mâm đấy. Nó hấp dẫn kèm. Đây là không có cay, còn cái này của mình là ít cay.